Hello, xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của Jay Travel Cuộc Sống ở Houston. Hôm nay thì Jay muốn làm một cái video review về cái vườn sao của nhà Jay sau những ngày tháng mà Jay đã upgrade những cái vườn làm cho đẹp hơn. Thì Jay có làm những cái video chia sẻ cho mọi người biết cách làm cái này thêm để làm cho những cái cho cái vườn mình nó đẹp hơn nha mọi người nhé. Thì hôm nay Jay sẽ quay từ đầu nhà đến cuối nhà về cái sân vườn trước và sau của Jay để xem thử cho mọi người thấy cái vườn sau mà Jay làm như thế nào nha cô chú anh chị nhé. Quý vị nào mới đến kênh của Jay thì kênh của Jay chuyên về nhà cửa nè, du lịch và những thú vui xung quanh Houston. Quý vị nào mới đến nhớ đừng quên nhấn cái nút đăng ký phía dưới để ủng hộ cho Jay và cái chuông để mỗi khi Jay ra những video mới thì tất cả mọi người sẽ được thông báo nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi xem thử cái vườn nhà của Jay như thế nào nhé. Let's go mọi người. Ok cô chú anh chị, thì đây là phía trước sân vườn của nhà của Jay. Thì Jay có làm những cái ụ mà để trồng bông cho nó đẹp. Đó mọi người thấy không? Thì đây là phía trước của nhà Jay. Ở khu nhà của Jay có rất là nhiều con thỏ mọi người. Thỏ rừng á. Nè mọi người nhìn nè. Trời có một con nó nằm trước nhà nè. Đó mọi người thấy không? Đó mấy con này hồi xưa mà lúc mà Jay trồng rau đổ trời ơi, ảnh vô ảnh phá năng quá chừng là ăn luôn. Nhưng mà mình không nỡ bắt nó để làm thịt nha mọi người nha. Ok, bây giờ mình mời tất cả cô chú anh chị đi vô vườn phía sau nhà của Jay. Tại vì thằng Jay làm rất là nhiều thứ ở sau vườn. Hy vọng mọi người xem cho Jay ý kiến coi mình làm như vậy thấy như thế nào nha cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị thì bây giờ mình đi vô trong phía sau lưng nhà của Jay, coi con thỏ nó chui rồi đó. Bây giờ mình đi vô trong phía sau nhà nha mọi người nha. Thì đây là nhà của Jay nè. Jay có trồng cây crepe myrtle. Phía trước nhà thì mình có trồng cây angel trumpet là hoa lo can. Đó, hai cây thông. Đó, đây là sân trước của nhà của Jay. Đây, hai cây ốc rất là đẹp. Cỏ xanh là tự nhiên lần trước Jay có làm một cái sprinkler system để tưới nước tự động cho nên cỏ rất là xanh. Còn như nhà kế bên thì họ đang dùng cái máy để họ phun. Đó. Bây giờ mình đi vô phía sau nha. Cô chú anh chị thì Jay mới vừa sơn xong được cái hàng rào. Thì cái màu cũ của hàng rào thì Jay mới vừa sơn lại. Đó, mọi người thấy cái màu này có đẹp không? Đó, Jay thích cái màu này hơn là cái màu original, màu gỗ cô chú anh chị. Đó, thì cái flower bed của Jay cũng sơn luôn cái màu nó đậm hơn. Để nhìn cho nó ẩn ra, cho nó có một cái nhấn gì đó nhìn nó rất là đẹp. Đó, đó cô chú anh chị thấy không? Thì còn đây là cái dàn rail mà Jay đã làm, Jay cũng có chia sẻ một cái video để làm cái cable rail nha cô chú anh chị nha. Hello em. Đó, còn phía sau thì bây giờ ở trong cái sân vườn lần trước Jay có làm một cái dàn xi măng. Thì trên cái xi măng Jay có làm cái cable rail. Và đồng thời bà xã mình cũng có decoration sơ sơ ở ngoài nhìn cho nó đẹp. Đó, một bộ bên này hướng này thì Jay để bộ bàn ghế có thể mình ngồi ngoài này mình chill, mình uống cà phê, ngắm cảnh. Còn bên kia thì bà xã có để một cái bộ dining. Có thể ăn ngoài trời. Đó. Rồi và đây là cái võng. Cái võng thì để nằm chill cũng rất là sướng. Trời mát. Ở Houston trời mát nằm ngoài này cũng rất là đã. Đồng thời chỉ có rất là nhiều cây ăn trái ở trong vườn của nhà Jay. Mà không biết nó có trái hay không nhưng mà trồng rất là đẹp. Đó, như cây này cây xoài nè. Cây này cây mận nè. Đó, một chút Jay sẽ quay hết tất cả cho mọi người xem. Đó, còn bên đây cái hàng rào Jay cũng có sơn lại là cái màu dark gray nhìn nó rất là đẹp nha mọi người nha. Còn còn đằng kia là cái water fountain, Jay cũng có làm một cái video chia sẻ cách làm cái fountain cho cô chú anh chị xem. Ok, đó.
đây có một cái ghế xích đu đó. Thì một chút Chê sẽ bay máy bay drone lên một vòng để quay cho cô chú anh chị xem cái khu neighborhood của mình từ trên cao như thế nào nha. Đó, mọi người thấy không, còn phía trên thì Chê có treo đèn nè. Đó, đèn tới khoảng tầm 8 giờ thì tự động nó bật lên. Đó, và Chê có làm được một cái ống này, cái ống màu trắng nè, cô chú anh chị thấy không? Nếu mà trời nóng mình có thể mình dặn lên thì nước nó phun ra giống như là mist vậy á, nhìn rất là, nó cho nó mát, rất là mát. Đó, còn đây đồng thời đây là cái cây này là cây đào không lông của Chê nè. Đó, năm nay thì lấy cũng được cũng 4 năm trái gì đó, đào không lông. Còn đây là bụi xả nè. Đó, còn đây là cây đào donut. Đó, đào, trái đào lúc mà nó ra trái thì nó sẽ giống như cái bánh donut vậy đó, cây đào donut. À, Chê có tổng cộng là 4 bụi xả. Đó, còn cây này là cây lê. Chê có 2 cây lê. Mà cây lê này thì chưa có trái. Cây bên này cũng là cây lê. Đó, 4 bụi xả nè, cô chú anh chị. Đó, bên này thì cây lê này năm nay nó produce được có 2 trái nè. Rất là đã luôn. Đó, 4 bụi xả. À, cây chuối này thì Chê diệt hoài nó không chết. Nhưng mà anyway thấy nó mọc nhẹ nhẹ vậy cũng vui. Còn cây kế bên là cây hồng giòn. 2 cây hồng giòn. Đó, còn đây là cây Angel Trumpet. Nhưng mà cái hoa này là hoa màu tím. Rất là đẹp. Lúc mà nở bông rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Còn đây là cây cũng lại một cây Angel Trumpet khác. Nhưng mà nó lại là màu khác. Hai giống khác nhau. Đó, cây này nè, Angel Trumpet. Còn đây là vườn nho. Đó, Chê có làm một cái vàng, hai vàng. Bên đây là vàng nho để cho nho nó leo lên nè. Đó, vàng bên kia là cho hoa hồng leo. Đó, thì đứng từ ở ngoài sau nhìn vô cái sân của nhà Chê. Đây, đó, Chê có làm cable rail lần trước nè. Đó, có bây giờ có bộ ghế ngồi ngoài sân, xích đu, võng. Ở bên đây mình có bạn bè tới mà trời mát mình có thể mình ăn ở ngoài trời cũng được. Đó, còn đây là cái water fountain. Em ơi, em cắm điện nè. Cắm thử cho lên cho cô chú anh chị coi cái fountain. Đó, đây là cái fountain mà Chê làm, Chê có chia sẻ cho mọi người xem. Đó, cái màu cam cắm vô cái ổ điện đó đó. Yes. Đó, có hai cái ghế hai bên. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy không? Đó, nước lên nè. Đó, water fountain ban đêm á, thì nó tự động nó bật lên. Thì một chút ban đêm thì Chê quay cho mọi người xem. Đó, nó có đèn LED trong này nè mọi người. Đó, các bạn thấy không? Đó, có đèn LED cho nên tối nó ẩn đèn rất là đẹp. Thì nghe tiếng róc rách róc rách rất là đã luôn. Đó, và đồng thời cây mận nè. Đó, bên này Chê cũng có một cây mận nữa. Đó, còn cây này là cây mít. Này kia đó Chê mua cho chồng cho vui thôi. Nhưng mà thấy lá nó cũng đẹp. Nhìn cái lá nó cũng dễ thương nhưng mà không biết khi nào nó cho mình một quả mít. Đó, còn đây là cây hồng leo, cây hoa hồng nha mọi người nha. Hoa hồng leo thì Chê có mua cái lưới này ở Amazon để làm thành một cái vàng cho nó leo lên. Đó. Còn bên đây là có hai cây apple, cây táo. Apple, cây này Fuji, còn cây này là Honeycrisp. Đó, còn ở dưới đó là gốc đó là cây quýt. Cây quýt của Chê. Đó. Đây là cây quýt. Còn đây là cây tắc nè, Chê trồng trong cái chậu rất là lớn. Cái chậu này 65 gallon lận. Còn bên đây là một vàng hoa bông giấy. Đó, cũng ra bông nhẹ nhẹ rồi nè. Đó, có một chút xíu bông. Đây, không gian là nhìn từ ngoài nhìn vô cái patio của mình. Đó. Còn đây là cây ổi. Nè, các bạn thấy cây ổi không? Cây ổi của Chê cũng còn nhỏ thôi, chưa có lớn. Còn đây là cây nhãn nè. Trời, cây nhãn này nó ra lá sum xê luôn. Nó produce lá rất là đẹp. À, năm nay thì vàng đậu rồng của mình không có gì gọi là đặc sắc cả, nó lên eo ọt quá, có lẽ là năm nay tại vì nắng nóng quá cho nên vườn rau đồ gì cây nó cũng mệt mỏi hơn là mình có cái vàng sprinkler system ấy. Đó, đây là cây bầu nè. Đó, cây bầu nè, trời, nó leo qua cái vàng của cây cây chia luôn, nó leo qua cái vàng của cây đậu rồng luôn nè cô chú anh chị. Trời, cho nó leo chỗ khác. Đây, cây bầu năm nay cũng eo ọt nhưng mà được 2-3 trái ở đây rồi nè, nhỏ nhỏ thôi, hy vọng mấy trái này ok. Năm nay không biết tại sao mà bầu nó ra cái nó bị đen đen rồi nó rụng hết à. Đó, có lẽ là thiếu nước hay sao không biết nữa. Đó, chú anh chị thấy không? Đây nè, cái này là màu sơn cũ nè, Chê chưa sơn hết. Đó,
Còn đây là cái sơn này là mình đã sơn mới này, nhìn nó khác ha. Đó. Cô chú anh chị thấy sao? Đây là cái sân vườn nho nhỏ của gia đình chơi. Đó, mình đứng ở bên hông mình nhìn vô nè cô chú anh chị. Cũng rất là đẹp, rất là thoáng, trời mát ngồi rất là đã luôn á cô chú anh chị. Đó, đằng xa thì nghe tiếng nước của cái water fountain thì nghe cũng đã lắm. Đó, đây là sân vườn sau của nhà chơi đây. Có nhiều cái cỏ nó nắng quá nó cũng vẫn còn cháy, nó còn chết. Những cỏ này thì nó đẹp nè. Đó. Cái máy cắt cỏ đó bị hư chứ để ngoài để làm cái decoration thôi. Yeah. Đó, đứng đây nhìn nè. Còn trên phía trên là dàn đèn, lúc tối thì dàn đèn nó sẽ mở lên, rất là đẹp. Bây giờ mình chuẩn bị mình bay cái drone lên trời, mình quay cho cô chú anh chị xem. Đồng thời chơi sẽ bỏ nhạc quê hương vô cho anh chú cô chú anh chị vừa xem cái neighborhood ở Mỹ như thế nào, ở bên Texas mình như thế nào nha mọi người nha. Và đồng thời vừa enjoy cái tiếng nhạc quê hương luôn nha. Chê cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Chê và luôn ủng hộ cho Chê nha. Đây là sân sau của nhà Chê đây. Có cái outdoor barbecue thì mình có thể mình nướng thịt, mình làm đủ thứ. Ăn ngoài trời cũng rất là vui. Tới mùa crawfish là mình nấu ngoài đây mình ăn là đã luôn. Ok, bây giờ mình mời mọi người cùng bay lên trời xem cảnh từ trên cao nhìn xuống với Chê nha. Thank you.
trời, những cái bộ bàn ghế. Còn phía trong này thì cũng có hai cái bộ bàn, hai cái ghế để mình có thể mình nằm, mình enjoy ban đêm nè. Đó, mọi người nhìn thấy không? À, rất là đẹp. Đó, cái đây là cái vườn sau của nhà chơi nha cô chú anh chị nha. Đó, thì hồi nãy mình có quay cái lúc ban ngày, sau đó mình bay drone lên trời và đây là cảnh ban đêm. Chơi hy vọng mọi người thích video của chơi nha. Đó, thì ban đêm thì cái vườn mình sẽ nhìn như thế này. À, em có thể tắt đèn để cho anh nhìn thấy cái đèn trong kia. Yeah. Thì hồi nãy nãy chơi có quay bên ngoài rồi. Bây giờ mình quay bên rồi xong cái mình bay drone mình bay một vòng khu neighborhood. Đó, thì đây là bên ban đêm. Ban đêm đây là nhìn như thế này đây. Đó. Rất là lãng mạn và rất là mát mẻ. Đó. Rồi quý vị nào mới đến kênh chơi nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ cho chơi nha. Rồi. Chị cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, bà xã chơi cũng chill trên võng đây. Đó, rất là đã luôn. Hồi nãy chill ở bà ngoài bên kia cái ghế bên kia rồi. Bây giờ mệt rồi thì lên đây nằm. Enjoy. Đó, rất là sướng luôn. Đó, đã ghê chưa? Ok cô chú anh chị, chơi cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của chơi ngày hôm nay về sân vườn của nhà chơi sau mà mấy tháng trời mình làm đẹp sân vườn. Hy vọng cô chú anh chị thích video của chơi và luôn nhấn nút đăng ký phía dưới ủng hộ cho chơi. Còn các bạn nào mới đến kênh của chơi thì kênh của chơi chuyên về du lịch, nhà cửa và những thú vui xung quanh Houston. Quý các bạn mới đến nhớ đừng quên nhấn nút ủng hộ cho chơi, nút đăng ký và cái chuông nha, để mỗi khi chơi ra những video về du lịch, những thú vui xung quanh Houston hay là những thứ về nhà cửa thì tất cả các bạn sẽ được thông báo nha. Còn bây giờ thì chơi tạm dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye và xin chào tất cả mọi người. Bye.